Xin chào anh em, chào mừng em quay trở lại với chuyên mục xe cũ của Beautiful Car. Ngày hôm nay thì Việt Nhật bên em tiếp tục giới thiệu đến quý anh chị các bạn một chiếc xe phải nói cực kỳ hot luôn. Đó chính là Mercedes GLC 300 4MATIC. Nhưng đây là phiên bản nhập khẩu nhá. Phiên bản này nó chỉ về nước có 200 chiếc. Và đây là một trong 200 chiếc may mắn như vậy. Ngay sau sự thành công của GLC 4MATIC 300 này thì Mercedes đã ngừng nhập khẩu và chuyển chiếc xe này thành lắp ráp để anh em đủ hiểu là mức độ hot của nó như thế nào. Những chiếc xe này thì trên thị trường săn lùng rất nhiều nhưng hiện tại bây giờ không có. Nhưng mà em lại có 2019 chạy 1,3 vạn dặm, biển Hà Nội một chủ từ đầu. Giá đang chào bán 2 tỷ 635 triệu. Nếu anh em lăn tăn về mức giá xe mới xe cũ, có thể tham khảo qua số hotline phía dưới của các bạn sale Mercedes xe mới mà em đã đính kèm trên video để mình có cái nhìn chi tiết nhất, có thêm cơ sở để căn cứ về việc mình nên mua một chiếc xe nhập khẩu lướt như thế này hay mình sẽ mua một chiếc GLC 300 mới lắp ráp trong nước. Chỉ riêng quan điểm cá nhân thôi, xe nhập Đức và xe lắp ráp trong nước nó là hai sự khác biệt không có bút sách nào có thể so sánh được. Một chiếc GLC 300 4MATIC thì mình có rất nhiều những thứ để nói. Đầu tiên là một khối động cơ rất khủng khiếp. Anh em tăng tốc lên từ 0 lên 100 km chỉ mất khoảng 6,2 giây thôi. Đủ biết là nó bốc như nào. Đèn pha multi beam LED, cụm đèn xuất sắc nhất của Mercedes tính cho đến hiện tại, cực kỳ thông minh, nhân văn, biết tự động bật tắt, biết tự động vào cua, biết tự động cụp xuống, biết tự động tắt bớt những chip LED khi mà có những xe đối diện, biết tự động nhận biết được đâu là đường trường, đâu là đường đô thị để chuyển pha cốt một cách linh hoạt. Anh em đủ hiểu nó thông minh như nào, đúng không? Nhưng mà cụm đèn này không hề rẻ nhá, nên anh em phải thật cẩn thận khi mình di chuyển. Mặt ca lăng sao rơi, logo trị giá hàng vài chục nghìn tỷ đô anh em nhỉ. Rồi, lui một chút về phần bên hông này. Thì đối với chiếc xe GLC 300 4MATIC nhập khẩu, mình sẽ sử dụng cái bộ la răng đa chấu như thế này. Kích thước của nó lên đến 20 inch. Còn đối với chiếc GLC 300 4MATIC lắp ráp trong nước thì sẽ sử dụng gói body kit, sử dụng gói AMG nhá, gói thể thao, nên nó sẽ là dạng 5 chấu AMG. Chiếc GLC 300 4MATIC này thì sử dụng cái gói nội thất phía bên trong ấy, nó là exclusive, nó có cái gì đó rất là doanh nhân, nhẹ nhàng. Còn GLC 300 4MATIC AMG trong nước thì sử dụng là gói thiết kế của AMG nên nó có phần thiên hướng thể thao hơn. Ở đây là chủ đã lắp sẵn cho anh em cái bậc dẫm rồi này, không cần phải lắp thêm nữa. Tay nắm cửa cảm ứng mở cửa thông minh. Đó. Cốp điện. Cốp này là hoàn toàn cốp điện hết rồi nhá. Đèn phía sau là full LED. Cảm biến thì xung quanh xe không thiếu gì. Đấy, bô đôi thể thao đặc trưng của Mercedes rồi, oval. Đây, cốp điện 1,3 vạn km, lốp dự phòng tất cả các thứ, không thiếu thốn bất kỳ một cái gì cả. Đây, hai biển dài luôn, anh em nào thích có thể lắp toàn bộ biển dài hết nhá. Ngon không ạ? Quá ngon này. Mời anh em vào trong khoang nội thất ngó qua chút nhỉ. Nội thất của Mercedes thì luôn được đánh giá cực kỳ khủng khiếp rồi. Xe màu trắng, nội thất màu nâu da bò. Công thức này thôi là đủ thành công cho tất cả các mẫu xe rồi. Xe màu trắng thì mẹ mắng cũng mua, lại còn nội thất da bò nữa. Quá tuyệt vời. Điều hòa hai vùng độc lập. Anh em ngồi sau có thể hoàn toàn tùy chỉnh nhiệt độ như hàng ghế trước được. Và đây là khoang nội thất của chúng ta. Tôi sẽ lên để trải nghiệm luôn. Ghế hoàn toàn là điều chỉnh điện hết. Ở đây thì anh em tinh mắt mà đã dùng mẹt rồi nhìn phát biết ngay, bù meter 13 loa công suất 590W đủ cho anh em bay tới bến luôn. Đó. Các chi tiết khác. Vô lăng kiểu mới, những nút này đã chuyển hết thành nút cảm ứng rồi. Lấy chuyển số trên vô lăng. Set Cruise Control có chế độ limit, giới hạn tốc độ. Rất nhiều chế độ lái. Ở đây anh em sẽ có tới 5 chế độ lái để cho mình lựa chọn. Individual là tùy chỉnh, Sport cộng chạy rất sướng, Sport thể thao tạm tạm, Comfort và cuối cùng là Eco tiết kiệm nhiên liệu. Ở trên mỗi hệ thống này thì mình nó sẽ ngay lập tức nó tác động vào động cơ. Đấy, nó sẽ tác động cho anh em vào động cơ này, độ nặng của vô lăng cũng như là hệ thống phanh và cân bằng điện tử để giúp anh em có cái cảm giác lái thích nhất.
Những cái option khác của GLC 300 Formatic này thì phải nói là rất nhiều không kể xiết được. Ví dụ như là gỗ ốc chó này, 13 loa Boommaster này, 5 chế độ lái này, cam 360 này, chả thiếu gì. Đó. GLC này anh em chạy nhiều lắm, một sự thay thế cực kỳ xứng đáng cho GLK luôn. Tiện nghi khác thì ví dụ như là mình có cửa sổ trời toàn cảnh panorama nhá. Mà anh em phải công nhận nội thất của Mercedes đẹp không? Để mà lái thích nhất thì là Bim, nhưng mà nội thất mà sexy nhất mà đẹp nhất thì quan điểm của tôi là Mercedes, không gì có thể tranh cãi được luôn. Anh em sẽ lựa chọn chiếc xe này không? 2 tỷ 635 triệu, xe 2019, chạy 1,3 vạn dặm, rất ít, Hà Nội một chủ từ đầu, màu trắng nội thất, màu da bò. Nếu anh em có nhu cầu tìm hiểu về mẫu xe này cũng như lái thử thì xin vui lòng ghé qua Việt Nhật Auto số 89 Trần Thái Tông để chiêm ngưỡng trực tiếp chiếc xe này nhé. Một lần nữa cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.